tâm mà lo âu, cái tâm mà không tin tưởng của chúng ta bây giờ nó nhiều lắm. Chúng ta không biết tin ai nữa hết. Thôi, bây giờ chúng ta cũng không có cần nghi ngờ ai nữa. Chúng ta tin nhân quả đi quý vị. Ai gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Bây giờ mình hiểu được rồi thì mình cố gắng mình niệm Phật cho thật là tốt. Mình lo tu cho tốt đi. Vì sao? Vì tin nhân quả. Nó nên đi đến chùa, điện thoại đồ để tùm lum tùm la, cẩn thận đó. Có khi cái người nằm kế một bên mình lại nhìn cái giỏ đồ của mình đó. Đừng có nói đâu xa lạ. Có chừng cái người ngồi kế một bên quý vị á, họ lại là con người quá trang đó. Cho quý vị biết đó. Nên từ nào đó, bây giờ cuộc sống khó tìm được những giây phút bình yên. Chỉ có mình không có nặng nề với vật chất gì cả thì mình thấy cũng nhẹ. Những đức mỗi ngày không có để tiền trong túi, trong phòng không có tiền. Cái phòng những đức ở đây nè, ngang đây ngang qua, mở cửa phòng chàng quạt. Sao mở cửa phòng rồi? Qua đây cũng học được cái hay. Buổi tối những đức thấy mấy anh em đi mở cửa thùng Tam Bảo. Những đức hỏi mấy ông đi đâu mà tối nào cũng đi hết thì. Thì mấy ông nói tối 8 giờ rưỡi 9 giờ phải đi mở thùng Tam Bảo hết. Những đức hỏi tiền nhiều không? Không có nhiều hết á, ngàn cũng phải lấy nữa. Hỏi sao à? Vì không mở thì tụi nó cạy hư cái thùng còn tốn tiền hơn. Nên phải mở ra, có ngàn cũng lấy ra. Rồi để cái thùng chàng quạt thì nó lỡ, nó thấy cái thùng mở ra rồi nên nó khỏi cạy, khỏi hư cái thùng Tam Bảo. Khi những đức hỏi được câu này thì những đức nói mày ghê, nhờ mình biết hỏi. Chứ gặp mà mình không biết hỏi là mình cũng tiêu. Nó nghĩ rằng mình lo cho chúng chắc trong phòng mình có tiền đúng không? Chết quan chết ức. Thôi mở phòng ra, kéo màn chàng quạt ra, ngày đêm để chàng quạt để làm chi? Để cho nó nghĩ rằng phòng có tiền. Nhưng mà nó cũng chưa có tin. Nên bằng đêm những đức ngủ bên kia, những đức để phòng chàng quạt vậy thôi. Vậy đó mà nó đi vô phòng nó kiếm không thấy cái gì. Cuối cùng nó thấy cái chìa khóa mới mua mà không có phá, để nó thấy không có gì. Thôi cái chìa khóa này chắc mua 100 ngàn, chắc bán cũng được mười mấy 20 ngàn, thôi lấy cái chìa khóa. Thì thấy không, nếu mà không hỏi thì mình đóng cửa, mình phá cửa. Thì nó nghĩ mình không có ở đó thì nó đập cửa, thì cuối cùng hư cái cửa tốn tiền nhiều hơn là mắc chìa khóa. Vì thấy chưa, đáng sợ thiệt. Nên quý vị mà những đức biết quý vị đi qua đây cũng có nhiều vị mà nghĩ rằng những đức cứ nung đúc tinh thần phát triển đạo tràng, chứ những đức thấy rằng bên hộ pháp là đặc biệt, cái nơi quản lý tương đối không tệ, tại vì nó có một cửa mà quý vị quản lý rất là đặc biệt. Còn những đức thấy ở bên đây quản rất là khó. Nên những đức nói với mấy anh em rằng chùa này mà muốn mà đặc biệt về sau, như hòa thượng trong tâm hòa thượng muốn mà trở thành trung tâm niệm Phật, ngôi chùa này phải quy nhất thành một là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ngôi chùa này phải làm lại cửa hết, cuối cùng quy về thành một cửa chính. Cái cửa ngang chỗ cái hồ cá ngang qua làm một cái cửa cho đó, làm một cái bót gác ngay chỗ đó, rồi đăng ký cho người đến cộng tu từ cái đầu chỗ đó quản lý luôn. Nhân sự từ ngay chỗ đó khi đăng ký xong có một chiếc xe leo lên xe ngồi chở thẳng vô phòng để sắp xếp chỗ nghỉ. Chỉ có cách này là ngôi chùa này trở thành trung tâm niệm Phật, chứ chỉ có cái nghĩ không mà không có làm được đâu. Cho vì biết nó phải làm kìa, nó mới thật sự nó có cái lợi ích, chứ đâu phải cái nghĩ không đâu. Không bao giờ mà đứng một chỗ mà nó tới chỗ đâu quý vị à. Phải đi nó mới tới chỗ mà mình muốn tới. Quý vị công nhận không? Hòa thượng mình ngày nói có nhiều cái những đức học theo. Thí dụ như hòa thượng ngày á, họp ngày nói lên thôi, vậy mà những đức nghe, những đức thấy có cái hay. Hòa thượng nói vậy nè, mấy ông á, coi chùa á, đừng có đi xe, đi bộ á. Còn nếu đi xe đạp á, đừng đi xe Honda. Thì hòa thượng nói tiếp, vì sao tôi nói không đi xe Honda? Vì khi đi xe Honda thì chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá thì làm sao mấy ông quan sát được cái chuyện trong chùa. Chùa rộng quá, thấy không?
Nên có đi thì đi xe đạp, còn nếu đặc biệt là đi bộ. Đi bộ là cái sở thích của những đức. Có nghĩa là những đức rất là thích đi bộ quý vị. Từ đó về những đức thích nhất là đi bộ. Đừng có nói đại tùng lâm lớn gì, lớn cỡ nào những đức cũng thích đi bộ chứ. Những đức đi đến đại tùng lâm vậy mà những đức đi mấy vòng rồi đó. Đi bộ mấy vòng rồi đó. Đi vòng 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 vậy đó. Những đức quản hai ngôi chùa, toàn là đi bộ xung quanh chùa không mà dạt quản được chùa đó quý vị. Vì sao? Vì nhân sự những đức nắm hết, biết hết trơn. Từ cỏ cây, cái gì những đức cũng biết phần nhiều. Đi vòng vòng mà biết rồi quản lý mới được. Nên những đức nói ai mà quản lý chùa mà chạy xe vòng vòng đố quản lý được. Họ nghe cái tiếng xe mình chạy ạch đến thì nó tránh mất tiêu rồi. Còn mình đi bộ mình đi nhẹ, khi mình đến bất tử nó cũng không hay nữa. Thí dụ như mình quản lý chùa, mình đừng có bận đồ như là áo dài, đồ đặc biệt, bận bộ đồ cũ kỹ á, tội cái nón bèo nheo quá. Vậy đó mà khi người ta ngồi lạ lạ, đồ cộng tu đến, người ta ngồi, người ta nói chuyện với nhau đó. Vậy mà quý vị ngồi xuống, người ta đâu có biết quý vị là quản lý chùa hay là chủ trì chùa. Vậy đó mà quý vị ngồi xuống, quý vị nghe họ nói những cái chuyện thật không à. Còn trước mặt mình là họ không nói thật. Vậy mà khi họ ngồi riêng là họ nói thật lắm. Chùa gì, mình ngồi mình nghe cái mình hỏi. Vậy là làm sao? Rồi ông chủ trì chùa đó làm sao? Cứ họ nói, ông nó thấy ghét này kia, mình hỏi thấy ghét ngay chỗ nào? Họ nói chỗ thấy ghét đó ra, thì mai mốt mình cố gắng mình chỉnh cái chỗ thấy ghét đó lại, thì nó thấy thương. Đó. Ừ. Thấy không? Đó là làm việc á, rõ ràng là xác thực đó quý vị. Nên những đức nói rằng làm nó có phương pháp hết trơn á, nhưng mà đòi hỏi nó chung tay hay không nè. Cuộc đời đến thế gian này quý vị biết rằng quý vị muốn thành công một việc gì, nó không chung tay thì sao thành công. Bây giờ một người làm mà ba người phá sao thành công. Những đức ở nơi nào cũng có chỗ thành công một chút là do gì? Nó quy tâm. Quý vị biết quy tâm là sao? Quy tâm được không? Có cách quản lý. Cách quản lý gì thầy? Chúng trong chùa không cho có cái gì. Quý vị làm được không? Khó quá. Làm được. Chỉ có đúng một cách thôi. Quý vị phải lo chân thật cho chúng, cho họ cơm ăn áo bận, cho họ đồ bận, cho họ giường nằm, cho họ cuộc sống đàng hoàng, cho đàng hoàng. Và quý vị lo cho người còn sống họ vui, và đến khi chết lo cho họ đám ma đàng hoàng, hộ niệm đàng hoàng cho họ đặc biệt luôn, thì tức khắc họ tin tưởng quý vị. Thì bắt đầu là từ người xuất gia cho tới hàng cư sĩ trong chùa, điểm thứ nhất không xài điện thoại, điểm thứ hai không giữ tiền trong túi, điểm thứ ba không ăn uống riêng bên ngoài, chỉ là trong chùa ăn sao mình cùng ăn chung như vậy. Mà muốn làm được chỗ này là người trên phải cùng sống với họ, cùng ăn với họ, cùng ở tương đối chung chung với họ hết. Như vậy thì hội chúng như vậy mới thành công. Nếu trong cái ngôi chùa mà nó chia ba xẻ bảy, thí dụ như người xuất gia này có một nhóm Phật tử trong đó, người xuất gia này có một nhóm Phật tử trong đó, người xuất gia kia có một nhóm Phật tử trong đó, thì ngôi chùa đó nó cắt ra ba thành phần là ba nhóm người. Mà ba nhóm người này thì bắt đầu là ba cái đầu nó đang tranh cạnh. Mà ba cái đầu đang tranh cạnh thì ba nội bộ kia nó đang tranh cạnh. Chỉ cần nội bộ này nói thầy tôi thì nội bộ kia canh, nội bộ kia nói thầy tôi thì nội bộ kia canh. Như vậy thì ngôi chùa nó chia ra làm ba điểm thì nó thành đấu đá. Thì quý vị thành công rất khó. Vì quý vị muốn làm thì bên kia canh quý vị, nó sẽ chặn con đường làm của quý vị, nó không quy nhất. Còn nếu muốn thành công là nó phải quy nhất thành một. Sự thành công này tuyệt đối cái đầu đó là không vì cá nhân lợi ích của mình, mà phải đem sự lợi ích này để trang trải cho cái hội chúng người ta có ăn, có sống đàng hoàng, có tu, có đạo đức, bồi dưỡng được đạo tâm người ta, thì nhất định người ta tin tưởng quý vị sẽ quy nhất thành một. Thành một rồi thì ngôi chùa đó mới trở thành ngôi chùa đặc sắc. Đó, là như vậy đó. Quý vị mà không chân thật làm sao được. Nên những đứa kỹ nhất trong một ngôi chùa mà, thí dụ như ai muốn mua xe là mua xe, ai muốn mua cái gì là mua nấy, ai muốn mua tivi là mua. Vậy thì lọn rồi. Trong nhà quý vị mà con muốn mua cái gì là mua là không được. Hiện tại tao vẫn còn sống, mày làm con mày muốn mua gì mày mua, vậy là không được rồi. Phải hỏi qua cha mẹ có đồng ý hay không chứ. Đó. Nên còn nếu như một ngôi chùa mà giờ người xuất gia ai muốn mua gì thì mua, vậy được không? Không. Ngôi chùa đó ổn không? Không bao giờ ổn. Chỉ có cái hình, không có thật chất bên trong. 100% là như vậy. Đây là hai ngôi chùa nhà Đức đã từng quản.
Hai ngôi chùa quản lý của những đức, toàn bộ là chúng không có gì hết. Người xuất gia không phải tu giỏi, nhưng chỉ có đúng một chỗ là vì không được quan hệ với ai, là điều thứ nhất. Những đức có nói hoài, Phật tử nào về chùa dám quen với mấy ông thầy chùa mình, là điều thứ nhất. Không có tài khoản riêng, không có tiền, không có xe, không biết quan hệ cùng ai cả. Như vậy thì sao? Tu vợ cũng cố gắng ở một nơi, ở một nơi lâu, từ từ sẽ cảm giác được với ngôi chùa đó, thì đạo tâm về sao tiên. Còn nếu như quý vị cho họ cơ hội có sự quan hệ quen biết, thì quý vị chỉ cần nói nhẹ một câu là họ tức khắc xách gói ra đi. Thì thấy không? Đó. Nên đây là quản lý chùa chiền nhận thức rõ ràng. Đó. Làm được chứ không phải là làm không được đâu. Ừ. Nên quý vị đi về ngôi Tam Bảo, quý vị nghe gì á, cái chuyện của một ngôi Tam Bảo cũng là một gia đình, mà chuyện gia đình cũng là chuyện một ngôi Tam Bảo, mà chuyện một gia đình cũng là chuyện của đất nước. Vì sao? Vì mỗi gia đình là tế bào của đất nước. Nếu chúng ta nghiêm túc quy củ gia đình cho thật tốt, hạnh phúc, đây là những tế bào của đất nước tốt đẹp, mà nhiều tế bào kết hợp lại thành một xã hội đất nước, vậy thì đất nước chúng ta cường thịnh và hưng thịnh giàu có. Hả? Chứ thì sao? Nên gia đình mà nghe giáo dục rồi thì giảm tối đa về cái việc ly dị. Ha? Tại vì hiểu nhân quả sao dám ly dị. Thì biết rằng cái sự ly dị của mình là mầm mống của con mình sau này hư hỏng đó. Đứa con còn nhỏ nó bị phá vỡ nội tâm. Vì con quý nhất là cha và mẹ. Không có đứa con nào muốn đi với cha mà không có mẹ. Không có đứa con nào muốn đi với mẹ mà không có cha. Cái sự cô đơn của nội tâm đó, nó phá vỡ cái tâm hồn nhiên của tuổi trẻ. Nên nó chán đời quá, nó đi vào con đường hư hỏng. Cho quý vị biết đó. Nên phải chú trọng học được định lực nhân quả cho chuẩn xác. Nên hôm nay chúng ta nêu lên một số giáo dục của Ấn Tổ dạy. Buổi chiều những đức nói chuyện chút với quý vị gần 40 phút. Chúng ta được lễ Phật một thờ. Xong rồi những đức làm lễ phóng sanh cũng đi thực. Mình đi đến đâu cũng muốn kết duyên với người sống, mà cũng muốn kết duyên với người đã chết. Ở đây thì mỗi ngày không có cúng đi thực, nên những đức cũng xin hòa thượng mỗi lần lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà cho con cúng đi thực. Mình nghĩ rằng chưa được siêu thoát thì cái tâm nó dính mắc ăn uống vậy. Nên dùng nguyên cái đại chúng tu để có cái lực tu hồi hướng cho người ta. Quý vị ngồi trong đây cũng có những người mang nghiệp phá thai. Bây giờ cái nghiệp này tràn lan đại hải lắm quý vị ơi. Ngày xưa chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng chuyện phá thai như một giọt máu không có gì, đúng không? Bây giờ học Phật mới biết rằng tội này tội giết người. Nên bây giờ tại sao nhiều gia đình không hạnh phúc là nghiệp phá thai mà ra. Và Tuần Tịnh Không người nói quán khí dãy đầy bao trùm chờ đất, hương linh thai nhi dãy đầy, nó cùng kết hợp với nhau có thể xây chuyển tình thế của xã hội. Tại vì tuy nó nhỏ nhưng lực lượng nó quá đông, nên sát sanh cũng nhiều, phá thai cũng nhiều. Quý vị nhớ câu sắc ăn xét, xét ăn sắc. Mình giết nó giết mình. Nhớ nghe, mình giết nó giết mình. Nên ngài Chu Ân Sĩ ngài nói câu: muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay, ăn chay sẽ hóa giải kiếp nạn. Nên chúng ta ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm học nhân quả về giáo dục gia đình, giáo dục về người tu hành, và chúng ta dùng cái tâm thiện nhất để chiều nay lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi một người đều có cái tâm nguyện cho hóa giải những cái điều gì không tốt của xã hội. Đừng bao giờ nói một thành viên nhỏ quá, đừng nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cần 1.000, 2.000 người trong một lúc phát cái tâm thánh thiện,
Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ cần có cái tâm đó thôi quý vị, là quá giải nhiều lắm. Bên đây lại xong, ngày mai qua bên kia lại, cả ngày ngày mai bốn thờ những đức cùng tu với quý vị. Có nghĩa là hết mình, chân thật hết mình. Quý vị biết rằng sướng 500 danh hiệu không đơn giản đâu. Có khi mà những đức sướng tới 300 mấy chục lại là say sẩm mặt mày đó. Nhưng mà trong lòng mình nói Quán Thế Âm Bồ Tát ơi, con niệm danh hiệu của Ngài mà con té từ chỗ này là tiêu luôn á. Cứ là lúc mà mệt nhất là Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ, Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ. Cứ lại tiếp tục. Vậy mà gần tới mà 400 lại, bắt đầu 400 mấy chục lại, bắt đầu còn mười mấy hai chục lại đó nghe. Chỗ nó hừng hực lên vậy đó. Lúc đó nó hứng dữ lắm. Thì biết rằng từ nào đó mà lại nó thích thú lắm. Bởi vì nó mà lễ chưa quen, mà lễ một chút mà mỏi chân ở trong lòng nói, vì chúng sanh, vì mọi người, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó vì mọi người, Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái tâm gì đó, chỗ nó ngực lên vậy đó. Rồi mình chỉ có lễ thôi, còn thầy thì ổng vừa đọc nè, vừa cặp mắt nhìn, mà đèn ở trên nhiều quá nó gọi vô mắt Nhân Đức, chảy nước mắt luôn á. Cái chỗ Nhân Đức đèn nhiều nó gọi vô mắt Nhân Đức á, nó nóng nè, rồi thêm nó gọi vô mắt như đứa chảy nước mắt. Xong nó lòa mắt hết trơn, nhìn vô chữ. Khi mà Nhân Đức đọc lại, thí dụ như 130 đi, là Nhân Đức đọc một cái là Nhân Đức nhớ 130 đó. Còn nếu không nghe gió nó bay cái cuốn tập nữa, rồi thêm một cái nữa là mắt nó mờ đi, nó nhìn chút 130 đốt tiêu. Thì biết rằng Nhân Đức lễ có khi nghe 130 cái đọc 131, đọc 131 bỏ 130, cái trong bụng mình nói không lẽ bỏ luôn thì ăn gian, kỳ quá. Thôi đầu 131 quay lại đầu 130. Thì biết rằng nó bị vô này hoài gì. Trời ơi, nhìn không đơn giản vị ơi. Nhìn xong rồi sướng xong rồi quỳ xuống, quỳ xong rồi khen, rồi xong khen quý vị thì bình thường lễ rồi. Còn này là bao nhiêu công đoạn, 500 danh hiệu. Nên mình thấy rõ ràng Phật Bồ Tát gia hộ. Nên quý vị đi đến đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy ngôi chùa Hòa Thượng ngày bỏ công ngày xây gì nè, chánh điện mà trang nghiêm gì không, chúng ta cảm thấy biết ơn. Nó cố gắng tu hành giữ ngôi chùa Hòa Thượng sạch sẽ, chỗ ngủ cũng đàng hoàng, rồi đi xuống nhà ăn xong hộp cơm đồ chỗ nào để nghiêm túc đàng hoàng, rồi xong qua giấy rồi chúng ta đi vòng. Hòa Thượng khen đặc biệt là nói rằng nè, từ khi mà ông Nhận Đức ông hướng dẫn tới giờ là ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đông, mà đặc biệt là không ai bước bông giấy. Ăn cơm thì để hộp cơm đàng hoàng. Trong bụng mình nói quý Phật tử đây nghe hết trơn rồi, người ta làm đúng chứ ai mà đi làm không phải. Chỉ là có những người đi chùa mà không nghe giáo dục thì họ mới làm sai thôi. Chứ mình đi đến cái nơi người ta xây cắt gì mà mình mà làm không đúng thì cái lỗi của mình nó kỳ quá. Giống như người ta đi đến nhà mình mà người ta không đàng hoàng, mình cũng đâu chịu đâu. Không chi cái chánh điện người ta xây gì quá cực luôn. Chúng ta được ngồi ở đây mát mẻ gì là nhờ cái ơn Hòa Thượng. Nên chúng ta tu chắc chắn rằng cũng chia cho Hòa Thượng phần nào lớn lắm á. Nó nguyện cho Ngài có sức khỏe. Hòa Thượng bị nhức cái chân, Nhân Đức mỗi lần nói chuyện Nhân Đức nhắc gì nè, để cho Hòa Thượng Ngài xây chùa, Ngài cũng có tạo nghiệp quý vị. Ngài bị nhức cái chân á, xong Ngài cứ quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài nói hoài. Bây giờ vì chúng sanh mà sao mà con cứ nhức cái chân hoài vậy này kia, điều trị hoài không hết, niệm Ngài hoài mà bộ Ngài không thương con sao. Thì tối lại Ngài ngủ, Ngài nghe có người nói câu gì nè quý vị: mắc nợ thì phải trả, thở than làm gì. Vài bữa sau cái Ngài ngủ, Ngài nằm mơ, Ngài thấy đất đổ xuống ầm ầm, xong cá, lương, ếch, rồi ốc hết nó nổi lên, nó chết. Thì Ngài nhớ đến ngày xưa ở đây nè, là đầm lầy không với hộ pháp. Rồi Ngài moi một cái hồ cá liên trì ngoài trước á, thì quý vị biết rằng vì chúng sanh mà cũng có rác sanh. Thì Ngài biết rằng là do vô tình giết chúng sanh nhưng cũng có tạo nghiệp. Nên nghe cái câu là mắc nợ thì phải trả, thở than làm gì. Nên từ đó về sau Ngài không có nói nữa. Thì những đức nghe vậy thì mình thấy rằng Ngài bỏ công Ngài xây chùa nhiều quá.
Bây giờ thôi mình cũng nhắc lên câu này, mình mong mình đại chúng bây giờ được ngồi đây tu đông gì mà ở đây cũng moi móc gì cũng nhiều chúng sanh đang chôn xác chết đây nè. Vậy thì thôi chúng ta niệm Phật cũng nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh đó. Họ hưởng được công đức này, họ niệm Phật, họ cầu sanh cực lạc đi. Đừng có làm cho hòa thượng đau chân đau cẳng nữa. Đó, vậy đi, kệ ngài cũng vì chúng sanh mà. Đó, nên mình chỉ cần có cái tâm diện chút gọi là cũng nhớ ơn quý vị. Mọi người không tin nhân quả thì thiên hạ nổi loạn. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng là học tập nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức. Thí dụ như chúng ta có con, có cháu, dạy cái gì quan trọng nhất? Nhân quả. Từ khi còn nhỏ, từ khi còn nhỏ dạy nhân quả, sau này lớn lên rất dễ dạy. Vì nó làm cái gì nó cũng sợ tội, sợ tội thì không dám làm sai. Đó. Nên có một đoạn Ấn Tổ ngài nhắc nhở về luận về giáo dục gia đình nè. Gia đình muốn hưng thịnh phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Nó nghe không? Quý vị biết rằng á, bên cạnh những đức á, không người giỏi, già, yếu yếu được không? Vậy mà tại sao nhiều việc những đức sắp xếp nó được là ngay chỗ nào quý vị biết không? Cái quy củ những đức trọng lắm quý vị. Rất là chú trọng quy củ. Làm cái gì là nó có một cái quy củ. Thêm một cái nữa, nó có một mô hình những đức chú trọng lắm. Tại sao mà cần cái mô hình? Tại vì cái mô hình ban đầu nó mà chuẩn xác á, thì từ đó về sau chúng ta cứ theo vậy mà làm, nó dễ lắm. Nên thí dụ như tổ chức chương trình lễ đi, là những đức họp, là thí dụ như giờ đó làm sao, làm sao, làm sao. Rồi khi chương trình lễ xong hết là phải xếp niệm, xếp mũ đồ lại hết. Trong đêm đó phải dọn cho sạch sẽ hết, gọn gẽ hết. Là từ lúc họp đã đưa lên chương trình như vậy, ai cũng thống nhất như vậy, và có một người coi việc đó như vậy. Khi làm xong rồi là tất cả việc phải dọn sạch hết cho xong. Đó gọi là mô hình. Mô hình đó nó thành công được thì mọi người làm việc sẽ nhìn nhận được. Khi nhìn nhận được rồi, người ta thấy cái cách này hay, thì từ đó về sau cứ là theo mô hình như vậy mà làm, thì việc làm rất dễ và thành công rất là cao. Là từ ngay có quy củ và có một mô hình chuẩn xác. Nên những đức khi làm việc á, là có một tư tưởng. Khi họp á, là ít ai có ý kiến gì mà lu bu lộn xộn lắm quý vị. Quý vị biết rằng là khi những đức họp làm việc á, không bao giờ cái vụ ý kiến lùm xùm. Nó thống nhất đặc biệt lắm, nó không có ý kiến tùm lum. Chứ gặp mà làm việc mà nó nêu lên cái hết người này ý kiến này, người kia ý kiến nọ là nó thất bại ghê lắm. Mà khó có một cái góc độ mình nhận thức chuẩn xác đó. Tại sao mà làm mà nó quy nhất được? Là ngay chỗ cái mô hình thành công, theo cái đà đó mà làm thì chắc chắn là dễ thành công. Nên trong gia đình, quý vị nhớ nha, Ấn Tổ ngày nhắc là phải có gia quy nghiêm chỉnh, thấy không? Cha là phải ra cha, mẹ là phải ra mẹ, con cháu là phải ra con cháu. Ấn Tổ ngày nhắc là từ ban đầu phải lập cái này cho chuẩn xác. Muốn con em thành người phải bắt đầu từ hành vi việc làm của mình, sao cho đúng phép tắc, hồng làm gương cho con em. Đó, có nghĩa là cái dẫn đầu của người làm cha là mẹ. Mình muốn con mình nó hiếu thảo với mình thì trước nhất mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Dù là một năm có bận bịu cỡ nào, chúng ta phải cố gắng sắp xếp làm sao có thời gian để chúng ta về, chúng ta thăm cha mẹ mình và dẫn con mình đi theo. Từ cái hành động của mình, con mình sẽ nhìn thấy mình đối xử với cha mẹ mình như thế nào. Và con mình sẽ nhìn theo từ cái tấm gương của cha mẹ mà con học theo. Nên muốn con hiếu thảo với mình thì mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Cái này quan trọng lắm đó quý vị à.
rất là quan trọng. Nên người xưa nói một câu là giọt nước trước nhiễu thì sao, thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy. Chúng ta tuy là người niệm Phật giảng sanh, nhưng nếu mà chúng ta không học tập nhân quả cho sâu sắc đó nghe, thì một mặt niệm Phật, một mặt thì chúng ta tạo nghiệp. Bên Tàu đổ bên Tây hết trơn à. Nhớ, không được gì chứ. Nên mình phải học nhân quả cho nó sâu sắc. Và mình học Phật mà gia đình mình được hạnh phúc, được tốt, từ nơi cái chỗ là khuôn khép từ chúng ta nè, mà con mình nhìn theo. Việc gì nói không được là không được, chứ không có lệ mề đối với con mà dụng tình để thương con. Tại vì khi mà nói không được mà con nó nài nỉ mà thành được, vậy thì cuối cùng là nó thành lờn mặt. Con mình nó nắm được cái nguyệt của mình. Khi nó xin mình cái gì á, thì bắt đầu là mình nói không được, cái nó nài nỉ, nó theo, nó nói ngọt dịu cho mình cái mình cho. Thì về sau nó biết cái nguyệt ngay chỗ đó, mà nó cứ cái đà đó mà nó làm hoài. Vậy thì mình làm sao mình dạy đứa con này? Mà mình đã tập cho đứa con này từ khi còn nhỏ mà nó mà gạt cha mẹ, vậy thì sau này là đứa con mình tiêu đó nghe quý vị. Nhớ cái này quan trọng lắm nghe. Như nay muốn bắt đầu giáo dục con em, ít tốn công sức nhất, trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng, khiến chúng tập thành tánh, mớ hồng mai sau chúng chẳng đến nỗi làm càng quá đáng. Ăn tổ này nói một câu đó. Nếu như người con mà nó hiếu thảo với cha mẹ đó nghe quý vị, sau này bất cứ một cương vị nào của con cũng thành công. Tại trong Đệ Tử Quy có một câu đó, đạo đức khuyết cha mẹ buồn. Đứa con này nó hiếu thảo, nó sợ đạo đức nó khuyết lắm, vì sợ cha mẹ buồn. Nếu mình có đạo đức là cha mẹ vui lòng dữ lắm quý vị à. Nên từ nơi đó mà đứa con này nhất định nó rất sợ cha mẹ buồn, nên nó phải làm sao cho tốt đẹp, cho đàng hoàng. Vậy thì cương vị nào cũng tốt, chắc chắn rằng đi xuất gia cũng tốt. Xuất gia cũng tốt. Tại vì từ chữ hiếu với cha mẹ, nó thành ra người tu hành tốt. Còn nếu như một đứa con mà nó không lót từ chữ hiếu, thì có thể ngành nghề gì nó cũng không được tốt. Đây là ba công đoạn như Đức đọc mà về luận về gia đình của Ấn Tổ dạy đó, về nhân quả đó. Còn những Đức đọc những công đoạn này cũng Ấn Tổ dạy cho vị nghe. Luận về xuất gia, còn như những kẻ có chút tính tâm, chẳng có đại chí hướng, muốn mượn danh nghĩa tăng sĩ ăn không ngồi rồi, mang danh con Phật nhưng thật ra chỉ là gã cạo đầu, dẫu chẳng tạo ác nghiệp cũng đã là hạt giống hư, là phế nhân đối với đất nước. Nếu lại còn phá giới tạo nghiệp sỉ nhục Phật Pháp, dù là sống chốn được quốc gia quốc pháp, chết đi chắc chắn đọa vào địa ngục. Đối với Pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích, một gã như thế còn chẳng nên có, hống chi là nhiều đó. Nên quý vị biết rằng bây giờ quý vị có con em mà con em muốn đi tu, quý vị lo, lo đó. Chứ đừng có nói rằng là mình biết Phật Pháp, thấy đi tu mình cũng mừng cho nó. Lo đó quý vị. Tại vì cái nền móng ban đầu không ai dạy. Vậy thì con em mình sau này trở thành người tu làm sao đấy? Thà bây giờ con em mình làm người ngoài đời, nó làm ăn, nó kiếm cuộc sống, còn hơn là nó làm một con người tu hành ăn không ngồi rồi, nhận của đàn na tín thí mà nó không có đạo quý vị. Quý vị biết rằng quý vị bước vào ngay cổng chùa Đại Tùng Lâm, có một người xuất gia mà thường lạng ở ngoài trước ngoài cổng, rồi đi vô trong đây mà ốm ốm đen đen nha. Phật tử khắp nơi nơi nghe nè. Có khi á, một ngôi chùa người ta làm gì mà nó làm mang tiếng cả hàng tăng sĩ. Có nghĩa là quý vị biết rằng là phái đoàn mà đến mà bước xuống một cái là chạy thẳng đến là cứ là xin tiền. Xin thẳng là thí dụ như cô cho tôi 100.000 đi cô, cho tôi 200.000 đi cô. Thẳng vậy đó. Còn nếu mà nói không có tiền thì nói có gì cho ăn hay cho đại đi. Những Đức nói rằng là ở đây tại sao lại để cái hạng người đó mà ở trong đây ta? Nếu như những đức mà người mà quyết định ở nơi đây, những đức nói là một là vì dưới cái tính của những đức đó nghe, thì biết sao?
Một là những đức sẽ nhờ bên mặt chính quyền can thiệp về cái chuyện người xuất gia này. Hai là những đức sẽ cho anh em bắt người xuất gia này dạy cho một bài học. Vì sao? Nhất định không để cái hạng này nó lanh quanh xung quanh chùa như vậy được. Nên hào Phật tử khắp nơi nơi khi bước vào chùa mà gặp người mà đến xin tiền, tuyệt đối không cho. Tuyệt đối không cho, không cho quý vị có phước. Vì sao? Ăn không ngồi rồi, quý vị cho thành quen. Họ đâu có tu hành gì, quý vị cho như vậy là không đúng. Còn nếu như quý vị nghĩ người xuất gia đó ở trong đây không đúng, chắc chắn Hòa Thượng không bao giờ nuôi những người đó. Mà ở đâu á đó, nên nói vậy để cho quý vị biết. Nhiều lắm bây giờ. Nên mình là hàng Phật tử đi chùa phải có trí tuệ, nghe không? Ví dụ như đi đến chùa đó mình muốn cúng dường bỏ thùng tam bảo đi, đừng có đưa cho ai chân á. Thí dụ như mình gặp người ta xin cái mình cho. Vậy thì nhiều người khác muốn đi xuất gia là vì cái chuyện dễ nhận được tiền mà đi xuất gia. Chúng ta đi đến chùa bỏ tiền thẳng vào ngôi tam bảo, muốn cúng nhiều thì cúng, đừng có đưa cho ai hết. Vậy thì cái việc tu học của mình là hiểu biết. Nó quý vị ở ngoài trước này nè, là nó có nhiều lắm. Nó từ nơi đó quản lý một ngôi chùa khó. Nên ở dưới hộ pháp là hiếm lắm. Tại vì sao? Những đức nói cho quý vị biết chứ, cách xử lý của những đức nó thẳng thắn lắm. Thẳng thắn lắm á. Ngày xưa những đức ở trên kia còn là cư sĩ, còn là cư sĩ đi vô chùa thôi, những đức gặp thành phần gì không thích, xử lý rất thẳng tay. Từ nơi đó mà tránh xa nhiều lắm. Đó nên á, học qua nhân quả chỗ này nè, quý vị đi chùa vì phải hiểu biết. Đó. Nên không bao giờ gặp ai xin tiền mà cho hết. Vậy thì nó giúp cho ngôi chùa đó một tay rất là lớn quý vị. Giúp cho ngôi chùa đó một tay lớn lắm. Vì sao? Vì nếu như quý vị cho thành quen thì nó sẽ tập thể càng đông. Mà càng đông đến đây làm sao người ta quản lý nổi. Quý vị nói rằng quý vị tội nghiệp thành một cái hệ thống. Cuối cùng ăn quen đi đến đây quá đông, ai quản lý được. Nên những đức nhắc hàng Phật tử ngồi đây và hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe cũng được nhắc nhở. Phải nhớ Ấn Độ nhắc rất rõ ràng, thấy không? Cấm về những hạng tùy tiện mà cho xuất gia. Ấn Độ gầy dữ lắm. Cổ nhân bảo xuất gia là việc của bậc đại trưởng phu, chẳng phải hạng loàn xoàn làm được. Người đời nay hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười nhác, an nhàn. Tệ nhất là kẻ không có sinh lộ nào khác, lấy xuất gia làm ghế sống cho qua ngày. Bởi thế người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại, đạo pháp bị quét sạch sanh đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây nên nổi cả. Nghe chưa? Ấn Tổ mà thờ ngài là ngài đã nói ra như vậy rồi đó quý vị. Thì mình biết cái đời này cỡ nào. Nên quý vị học Phật á, là mình tin ngay lời Phật dạy. Đừng có thấy một hai người làm không đúng mà mình nản với Phật Pháp. Mình mắc tín tâm Phật Pháp. Phật Pháp những đức nói bảo đảm có cái hay quý vị. Thật sự mà nói này, những đức đi vô của Phật, những đức học cũng chưa học cái gì. Chỉ là thấy rằng thôi mình đi tu thì cố gắng. Nghĩ vậy đó. Những đức đi tu cũng không ai kêu những đức đi tu nhé. Tự nhiên đi đến chùa rồi thấy Phật Pháp có cái hay, những đức phát tâm đi tu rồi. Khi đi tu đi đến chùa cái còn 500 ngàn trong túi bỏ vô thùng tam bảo. Thôi nghĩ rằng đi tu không có giữ tiền, nghĩ vậy á. Nhưng không ngờ sau này mới biết trong chùa tiền còn nhiều nữa. Ai mà biết. Mà nghĩ hồi xưa mình mới đi tu, mình nghĩ rằng đi tu không có tiền thì có người ta lo cho mình cuộc sống. Rồi mình cứ chân thật mình làm được việc gì mình làm hết lòng mình trong ngôi tam bảo thôi. Nghĩ vậy đó. Rồi mình không có suy nghĩ tiền bạc gì. Chắc nhờ cái tâm vậy á, Phật cũng sắp xếp cho mình sao á. Gặp ngôi chùa là có người lo lắng hết trơn cho mình quý vị. Đó. Nên sau này những đức lo cho chúng, những đức cũng thích lo cho chúng. Là vậy đó. Nếu như mà mình mà đi tu mà còn suy nghĩ rằng tiền bạc cái này kia rồi là chắc chắn chúng ta phải tự lo chứ. Nó khổ lắm. Một đoạn trong kinh Phật dạy nè. Kinh Lăng Nghiêm nói sau khi ta diệt độ, là Đức Thích Ca Mâu Ni diệt độ, ngài nêu lên đó.
Ta truyền các Bồ Tát và các A-la-hán ứng thân sinh trong thời mạt pháp, hiện các thứ thân để độ những kẻ đang luân chuyển, nhưng chọn chẳng tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay là A-la-hán. Tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình là kẻ mạt học, chỉ trừ lúc lâm chung bèn ngầm bỏ lại lời phó chúc. Nói mình học Phật mình phải nghe những văn tự này để mình được học tập nè. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói: sau khi ta diệt độ, ta truyền các bậc Bồ Tát, bậc A-la-hán xuống thế để mà ngầm độ chúng sanh, nhưng tuyệt đối không nói ra tông tích của chính mình là Bồ Tát hay là A-la-hán. Còn nếu như lỡ bị lộ ra tông tích của mình là Bồ Tát hoặc A-la-hán thì tức khắc người này phải đi liền. Quý vị học Phật, quý vị nghe gì để quý vị biết. Khi mình học Phật mà mình nghe cái người nào nói người này là Phật là Bồ Tát gì đó là giả. Nếu họ nói họ là Phật là Bồ Tát, nói ra xong phải đi liền. Cũng như câu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không thường kể, Bồ Tát Di Lặc ứng thế là Hòa Thượng Bố Đại ở Trung Hoa. Mỗi ngày thấy một vị Hòa Thượng cứ xách cái bao đi ngoài đường thì người đến hỏi đạo, ngài để cái bao xuống, cầm cái bao lên, quải lên vai rồi đi. Sau này thì ngài nói rằng ngài là Di Lặc Bồ Tát xuống thế. Ngài vừa nói xong là tức khắc ngài ra đi. Nên cái hình tướng mà tạc tượng sau này là hình tướng của Hòa Thượng Bố Đại là Di Lặc Bồ Tát. Nên á, mình học Phật mà mình nghe người nào nói về thần thông, nói về điều vi diệu nên tránh xa ra. Tại vì trong Phật môn Phật không có dạy như vậy. Nếu nói dùng thần thông thì chỉ có Tôn giả Mục Kiền Liên là Đức Phật ngài tán thán, vì đó là nhân duyên của Tôn giả Mục Kiền Liên, có nhân duyên đó. Còn Đức Phật không cho phép đệ tử dùng thần thông. Còn nếu như trong thời đại hôm nay học Phật mình nói chuyện mơ hồ đừng nên nói. Còn nghe ai nói chuyện mơ hồ nên tránh xa ra. Vì đây gọi là mơ hồ mê hoặc chúng. Thí dụ như chúng ta toàn là phàm phu không à, dù là mình có là người tái lai đi chăng nữa cũng là âm thầm mà độ chúng sanh. Động Văn nói rằng là thường nói mình là kẻ mạt nhân, là kẻ tầm thường. Mà phải tầm thường thật đó nghe, chứ không phải là mình nghe câu này mình nói theo, không phải đâu. Nó mình phải tầm thường thiệt á. Chứ làm sao mà mình nói được rằng là mình thấy cái này cái kia vi diệu, thấy cái này cái nọ lạ lùng. Không có được nói như vậy, nói vậy là không có đúng đâu. Nghe như vậy là mình chạy theo sai lầm. Nên những công đoạn này nhắc nhở mình rất là hay. Để khi mình tu học á, mình nghe ai nói là Bồ Tát á, là bậc nào xuống thế đó, mình đừng có chạy theo, không có đúng đâu. Nếu mà lộ tông tích là phải ra đi liền, không bao giờ mà ở lại thế gian được đâu. Còn ở lại thế gian là giả đó, vì nghe rõ ràng nha. Văn tự này trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, đoạn Kinh Văn đó. Rồi tiếp tục nè: nay bè lũ ma khoe rằng mình đắc đạo, hại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh, là kẻ đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ đó nặng hơn tội ngũ nghịch, thập ác trăm ngàn vạn ức lần. Thầy trò chúng nó sẽ đọa mãi trong địa ngục A Tỳ, trải qua Phật sát vi trần số kiếp, luôn chịu sự khổ cùng cực, không cách nào thoát khỏi. Sao đành vì hư danh lỡ lạc phù phiếm một thờ để phải chịu hình phạt thảm khốc dài cả kiếp. Danh lợi làm con người lầm lạc đến nỗi như thế đấy. Đó, danh lợi. Con người chúng ta không vượt qua khỏi danh lợi, vì biết. Nên những đức mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp để nhắc mình những việc nó không có tồn tại. Những đức thường nói trong chùa, những đức nói rằng mình cảm ơn Phật may thay gặp được Phật Pháp. Nhiều người bây giờ ngoài đời người ta lo âu đừng có nói nữa. Còn chúng ta bây giờ biết Phật Pháp mỗi ngày còn có thể nhận thức được bình yên nè quý vị.
bình yên nè, là nhờ mình gặp được Phật pháp quý vị à. Chứ nếu mà chúng ta không gặp được Phật pháp thì chúng ta cũng cùng số phận là lo quá chàng luôn. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng nhất định là phải có kiếp nạn. Vì sao? Ngài chỉ điểm mình. Quý vị coi con người bây giờ giáo dục chân chánh thì không tiếp nhận, giáo dục hư hỏng thì tiếp nhận nhiều. Từ nơi đó người hư hỏng nhiều, người tốt ít. Vậy thì làm sao mà không có kiếp nạn? Đừng nói là ngoài đời quý vị bất an, quý vị đi vào tới chùa này cũng bất an rồi đó. Quý vị được an tâm một chút, nhưng mà coi chừng quý vị đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, đi ngồi trong đạo tràng tu, để cái giỏ ở trong phòng coi chừng bị mất tiêu rồi đó. À, nó không đơn giản đó. Nên vô tới trong chùa quý vị bây giờ cũng bất an rồi. Chỉ có đúng một cái chỗ quý vị không bất an thôi, là quý vị tin nhân quả, không có bỗng không mà tự nhiên người ta lấy của mình. Phật nói hạt dưa thì là trái dưa, chứ không có cái chuyện có hạt dưa mà sanh ra trái dưa hấu. Không bao giờ như vậy. Hạt dưa thì là trái dưa, hạt ớt thì là trái ớt, hạt dưa hấu thì là trái dưa hấu. Quý vị học Phật, quý vị nghe những câu này nó đơn giản, nhưng nó không có đơn giản đâu. Tại vì cái câu này nó có thể ngầm giúp chúng ta là khi gặp bất cứ một cảnh ngộ gì, chúng ta cũng đều nêu lên rằng là chính mình đã gieo nhân như thế nào, bây giờ mình gặt quả báo như vậy. Thì chúng ta bây giờ là người học Phật, hàng xuất gia, hàng cư sĩ, nhưng nói về cái chuyện thật tu của chúng ta thì ít lắm quý vị, ít lắm. Nên quý vị về đây cố gắng tu hành, những đức cũng nhiệt tình để cùng tu với quý vị. Chúng ta quyết chí đời này hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.